Các bạn kêu gọi huy động vốn cộng đồng và đưa ra lộ trình IPO vào năm 2024. Nếu không IPO thì sao? Ai đảm bảo cho các nhà đầu tư thoái vốn? Vâng ạ, với câu hỏi này thì em xin trân trọng kính mời chị Kim Thanh ạ sẽ lên trả lời câu hỏi này ạ. Câu hỏi của anh chị rất là hay. Và đâu đó các anh chị biết không ạ, trên mỗi buổi tối thứ hai như thế này thì đều có các câu hỏi nó la lá. Chứng tỏ rằng là cái sự quan tâm của bà con mình đến cái lộ trình IPO đúng không ạ? Và cái kết quả đầu tư của chúng ta trong tương lai nó như thế nào, bà con mình đang rất là gì ạ? Đang rất là háo hức về điều đó. Thế thì với câu hỏi này Kim Thanh xin phép được trả lời nhà mình như sau. Các bạn kêu gọi huy động vốn cộng đồng và đưa ra lộ trình IPO vào năm 2024. Đúng, đấy là mục tiêu của Mayland hướng đến IPO liêm yết lên sàn chứng khoán SEHK của Hồng Kông vào năm 2024. Nếu không IPO thì sao? Thì không sao. Đây là cái ý trả lời câu hỏi đấy nhá. Là thì sao đúng không? Hỏi chấm. Trước mắt Kim Thanh trả lời là thì không sao. IPO nó không phải là cái việc mà gì ạ? Chứng minh rằng doanh nghiệp đó có thể tồn tại hay không. IPO nó chỉ là đánh dấu một cột mốc trong cả một hành trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đó. Được không ạ? Nhà mình lưu ý cho Kim Thanh là như thế. IPO nó chỉ là một cột mốc thôi. Nó không phải là gì ạ? Là cái điểm gọi là gì xác định là doanh nghiệp đó có thể tồn tại hay là không tồn tại trên thị trường. Được chưa nào? Ai bảo đảm cho các nhà đầu tư thoái vốn? Câu hỏi này hay này. Ý này rất là sâu xa này đúng không ạ? Chúng ta đầu tư và chúng ta quan tâm đến vấn đề thoái vốn, vấn đề gì ạ? Thu về gốc của mình và cái kết quả mình gặt hái từ cái việc số vốn mình bỏ ra như thế nào. Thì với cái ý này nhá, Kim Thanh xin trả lời các anh chị em là nó không có đúng hay là sai nhá, nhưng quan điểm của Kim Thanh như sau. Giá trị của doanh nghiệp đó sẽ bảo đảm cho các nhà đầu tư thoái vốn. Nhà mình cùng ngẫm, cùng nghĩ xem ha. Bạn đầu tư vào phát triển một dự án và dự án đó nó tạo ra những cái sản phẩm có giá trị hay không? Doanh nghiệp đó nó có giá trị hay không? Khi bạn sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp có giá trị, bạn thanh khoản hình thức nào cũng được. Bạn thoái vốn theo kiểu nào cũng được. Được không ạ? Thế thì, nào, bây giờ Kim Thanh xin phép share một vài cái slide với cái câu hỏi này để Kim Thanh gì ạ? Làm rõ hơn cái ý này với các tình yêu nha. Trời ơi, có một số những cái hình ảnh, cái slide để thấy cái gì quan trọng là cứ lưu vào đây một cái file lưu khác. Hỏi xoáy đáp xoay để bà con nhà mình hỏi là Kim Thanh gì ạ? Là Kim Thanh có cái hình ảnh để mà trả lời bà con mình luôn. Rồi, câu chuyện về sở hữu sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp có giá trị thì Kim Thanh muốn đưa đây ra đây cho bà con nhà mình một vài cái ví dụ. Thời gian gần đây đúng không ạ? Anh chị em nhà mình chắc chắn nghe tin về một mã cổ phiếu VNZ của công ty VNG hay còn gọi là Villagame đúng không ạ? Năm ngoái lợi nhuận của VNG giảm 75%. Vậy tại sao nó vẫn được định giá hàng tỷ đô la? Đơn giản là người ta nhìn vào chiều sâu của doanh nghiệp đó, nhìn vào cái sản phẩm và nhìn vào cái hệ sinh thái của doanh nghiệp đó. Nó chắc chắn là nó có những cái giá trị vô cùng đối với người dùng. Được chưa nào? Và họ định giá doanh nghiệp đó dựa trên điều đó, chứ không phải là dựa vào lợi nhuận hay là doanh thu tại thời điểm đó để định giá đâu, thưa anh chị em. Và đây là hình ảnh một vài cái gọi là gì ạ? Cái hình ảnh thông tin về VNG nhé. Đấy, năm 2019, đúng không ạ? Năm 2019 thì gì ạ? Cái quỹ Temasek của Singapore, họ đã gì ạ? Họ đã mua cổ phần nội bộ thời điểm đó của VNG với giá 1,86 triệu đồng trên một cổ phiếu vào năm 2019. Và đến thời điểm vừa rồi thì chúng ta biết là mã cổ phiếu VNZ liêm yết ở trên Upcom ở Việt Nam đã giao dịch và gì ạ? Và tạo ra một cái gọi là gì? Cú hích cũng như là sự quan tâm của giới đầu tư khi mà nó liên tục tăng kịch trần và nó tăng từ 240.000 đồng ngày đầu chào sàn lên đến 1 triệu rưỡi trong vòng khoảng 1 tháng và sau đó đến bây giờ nó đang giao dịch quanh cái ngưỡng là trên dưới 1 triệu đồng. Thế thì gì ạ? Cái giá trị nhá, các anh chị, cái giá trị của doanh nghiệp đó nó sẽ gì ạ? Bảo đảm cho các nhà đầu tư thoái vốn. Đó, Kim Thanh hình dung minh họa thêm với các anh chị em về cái quỹ Temasek Holding mà Kim Thanh vừa nói, họ đã bỏ tiền ra để mua cổ phần đấy của gì ạ? Của VNG trong năm 2019 với giá 1,86 triệu đồng một cổ. Đó, Temasek Holding là một cơ quan thuộc bộ phận đầu tư của chính phủ Singapore và thuộc 100% sở hữu của Bộ Tài chính Singapore. Được chưa? Tổng giám đốc điều hành là bà Ho Ching, vợ của đương kim thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Lý Hiển Long. Họ nhìn, họ đánh giá, họ định giá VNG ở cái giá trị chiều sâu của doanh nghiệp. Được chưa? Tiếp theo một ý nữa mà Kim Thanh muốn để cho chị hoặc anh iPhone có thể hình dung như thế này. Đây là cái lộ trình nhé. Financial roadmap, tức là cái lộ trình tài chính.
tức là lộ trình mà gì ạ, thực hiện cái cơ chế vốn của doanh nghiệp và hiện tại chúng ta đang áp dụng. Thì đây ạ, giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà chúng ta, Kim Thanh sẽ xem cái hình ảnh là tiếng Việt để các anh chị sẽ dễ nhìn hơn, đúng không ạ? Giai đoạn đầu tiên là chúng ta gì ạ, chúng ta thấy là gì ạ, các cái doanh nghiệp, cái dự án họ sẽ huy động vốn từ các cái founder, các cái co-founder, anh chị em họ hàng, bạn bè thân thiết. Sau đó cái giai đoạn mà gọi là gì, họ huy động vốn cộng đồng và họ huy động từ các nhà đầu tư thiên thần. Thế thì đây nhá, chúng ta nhá, chính chúng ta đang ở cái giai đoạn nhà đầu tư thiên thần, được không ạ? Rồi tiếp đến là họ đầu huy động vốn từ các quỹ, rồi đến các cái ngân hàng đầu tư dài hạn, các cái ngân hàng lớn, sau đó mới IPO. Thế thì cả cái lộ trình từ giai đoạn nhà đầu tư thiên thần cho đến IPO này, chúng ta vẫn còn thời gian rất là dài. Và chúng ta đang có gì ạ? Một Mayland đang ngày đêm nỗ lực làm việc và phát triển, đi đúng lộ trình cũng như là tăng trưởng với một tốc độ khá là nhanh. Thế thì trong quá trình này, anh chị có thể thoái vốn, đúng không ạ? Khi mà các quỹ họ vào thì anh chị chúng ta có thể thoái vốn một phần hay toàn phần cái phần đầu tư của mình cho các quỹ, cho các ngân hàng và cho các đối tác chiến lược của Mayland trong thời gian tới. Thì đó là cái sự mà bảo đảm cho việc các cái nhà đầu tư thoái vốn nhé. Chứ không nhất thiết, các anh chị biết là kể cả bây giờ VNG họ cũng chưa IPO đúng không? Họ mới chỉ đang gọi là liêm yết ở trên Upcom thôi. Đó mà gì ạ? Cái lượng giao dịch ở trên Upcom gọi là gì? Không thể mua được. Và cái số lượng bán rất là ít. Đó, các anh chị biết, và cái giá trị mà nó giao dịch thì gì ạ? Tức là cái giá cổ phiếu nó cũng không thể hiện đúng, chưa thể hiện đúng được cái giá trị thực tế. Khi mà năm 2019, cái quỹ kia họ đã mua với giá 1,86 triệu rồi, mà bây giờ đang giao dịch ở cái ngưỡng trên dưới 1 triệu. Tuy nhiên là chúng ta cũng không thể mua được. Được không nào, các tình yêu? Đấy nhá, thì một vài cái thông tin để anh chị em hiểu rằng là không phải là cứ IPO mới gọi là gì, các nhà đầu tư có thể thoái vốn. Hoặc là gì, IPO mà là gì, thể hiện cái việc mà sống còn của một doanh nghiệp. IPO đơn giản chỉ là một cột mốc thôi. Được chưa các tình yêu? Đó. Và cái quan trọng nhất là cái giá trị của doanh nghiệp đó, nó sẽ giúp cho diện các cái nhà đầu tư đang sở hữu cổ phần của doanh nghiệp đó có thể thoái vốn. Và em tin ấy, khi đó là chả có ai muốn bán đâu ạ. Khi mà gì ạ, 500 ngàn một mây thì chắc bà con nhà mình chỉ để hưởng, giữ lại để hưởng lợi tức, và chắc là bán cứ tí teo thôi, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe phần chia sẻ của Kim Thanh, và Kim Thanh